Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau về những câu chuyện xoay quanh thị trường DeFi. Và trong tập tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những cái cập nhật nho nhỏ về mặt kỹ thuật, về mặt hạ tầng của các cái sản phẩm mà mình tin chắc rằng khi mà nói đến cái từ khóa này thì rất là nhiều anh em sẽ quan tâm ở cái thời điểm hiện tại, đó là các cái roll up ha, và cụ thể ở đây là các cái zero knowledge roll up. Tuy nhiên, trước khi mà đi vào cái nội dung chính và cái nhân vật chính của tập tuần này là các cái giải pháp zero knowledge, thì chắc là chúng ta nên dành ra một khoảng thời gian nho nhỏ để điểm qua những cái cập nhật gần đây của các cái giải pháp có thể coi là đối trọng của Zero Knowledge, đó là các cái giải pháp Optimistic ha. Thì một tháng đổ lại đây thì chúng ta thấy rằng là những cái giải pháp Optimistic thì họ đang có rất là nhiều những cái cú hích về mặt thông tin cũng như là về mặt cập nhật. Cụ thể nhất là chúng ta thấy cái Layer 2 Base của Coinbase thì họ đã có những cái hỗ trợ liên quan đến Mainnet, những cái cầu nối và cho phép người dùng có thể chuyển tiền của mình lên trên những cái mạng lưới này để bắt đầu trải nghiệm vọc vạch các cái sản phẩm ở trên cái layer 2 này ha. Hoặc là chúng ta có một cái thông tin cũng rất là FOMO cho các cái dạng roll up kiểu này, đó là các cái alternative layer 1, các cái layer 1 truyền thống thì họ đã bắt đầu có những cái dịch chuyển về cái xu hướng phát triển những cái roll up này. Cụ thể là Celo và Phantom thì họ cũng đã có những cái đề xuất cụ thể cũng như là những cái chia sẻ từ đội ngũ rằng là họ muốn dịch chuyển sang những cái cơ chế phát triển roll up và biến mình trở thành một cái giải pháp layer 2 trên Ethereum. Thì đây là một trong những cái đầu thông tin mà cũng rất là đáng quan tâm, vì các cái giải pháp layer 1 thường thì họ sẽ sử dụng những cái bộ công cụ của layer 2, và hiện tại thì phổ biến nhất thì vẫn đang là OrbitStack của Optimism, và sắp tới có thể là cái bộ công cụ Orbit của Arbitrum. Thì đó là cái xu hướng dịch chuyển của các cái layer 1 truyền thống về cái Optimistic Roll-up. Rồi, một cái thông tin nữa cũng liên quan đến một cái Optimistic Roll-up mà mình cũng muốn cập nhật nhanh đến anh em, đó là cái thay đổi có tên là Bow từ Arbitrum ha. Thì Bow nó là một cái cơ chế cho phép người dùng có thể gửi những cái fraud proof, những cái bằng chứng để xác thực từ layer 2 về layer 1, và cái Bow này nó sẽ chính thức mở cái quyền fraud proof này cho tất cả mọi người, tức là bây giờ nó đã permissionless rồi, thay vì là hồi xưa thì nó chỉ giới hạn quanh những cái ông sequencer của Arbitrum thôi. Thì đây là một cái cập nhật cũng hết sức là quan trọng đối với Arbitrum. Rồi thì chúng ta đã dành ra một vài phút để điểm qua những cái cập nhật liên quan đến những cái Optimistic Roll-up đáng chú ý. Và như mình có đề cập hồi nãy thì các cái Optimistic Roll-up nó có một cái tháng 7 rất là sôi động và rất là náo nhiệt. Trong khi đó thì các cái giải pháp Zero Knowledge thì có vẻ như là họ đang khá là im hơi lặng tiếng trong một tháng đổi lại đây. Tuy nhiên là liệu trong thời gian tới thì họ có những cái thay đổi nào đáng chú ý, và chúng ta có cái thông tin gì có thể chờ đợi từ các cái giải pháp Zero Knowledge này hay không? Cá nhân mình có gạch ra ba cái cập nhật mà mình nghĩ là hết sức quan trọng đối với các cái giải pháp Zero Knowledge trong thời gian tới. Đầu tiên thì mình sẽ nhắc đến Starknet. Trong tháng 7 thì Starknet có một vài cái cập nhật quan trọng, nhưng mà mình thấy đáng chú ý nhất đó là cái nâng cấp Quantum Leap với cái phiên bản là 12.0. Thì đây là cái cập nhật mà nó tạm thời nó mở cái nút thắt liên quan đến cái vấn đề khả năng xử lý giao dịch cho cái layer 2 này. Chúng ta biết là trước đó thì Starknet nó không quá nổi trội, nó không quá là đáng chú ý liên quan đến cái TPS, tức là cái tốc độ, cái chỉ số tổng giao dịch có thể xử lý ở trên mỗi giây. Thì cái nâng cấp Quantum Leap phiên bản 12.0 này nó đã phần nào giải quyết được cái vấn đề đó rồi. Song song đó thì trong cái tháng 7 vừa rồi, phía Starknet họ cũng công bố một cái bộ công cụ, đó là cái
app chain ha, thì đây là nó gần như là một cái để gọi là một cái bộ công cụ để cho các cái dự án họ có thể tự phát triển những cái chain riêng của mình. Thì để mà so sánh thì nó khá là giống với OpenStack và cái Orbit của Arbitrum. Thì đó là một vài cái cập nhật từ StackNet. Mình nghĩ là phần đông anh em thì chưa quan tâm lắm đến cái những cái cập nhật này, bởi vì nói gì thì nói thì các cái giải pháp ví dụ như là Zero Knowledge Rollup thì nó cũng vẫn chưa thể nào mà gọi là nó vận hành được tối đa cái công suất của nó. Tuy nhiên là trong tháng tới phía StackNet thì họ cũng tiết lộ là sẽ có cái phiên bản V1 cho cái Quantum Leap. Và cái phiên bản V1 này thì nó đã có ở trên testnet rồi. Thì nhiều khả năng là trong thời gian tới thì họ cũng sẽ đẩy lên mainnet thôi. Và cái đặc biệt của cái V1 này thì nó sẽ giúp các cái validator vận hành một cách hiệu quả hơn. Cụ thể ở đây á, là họ sẽ bắt đầu trạc những cái phí cho các cái giao dịch, và từ đó nó sẽ giảm thiểu cái hoạt động spam, những cái giao dịch mà nó làm tắc nghẽn cái mạng lưới. Và khi mà họ giảm được cái fail transaction, tức là những cái giao dịch mà nó bị thất bại, thì cái mạng lưới nó sẽ phần nào được giải quyết cái vấn đề ùn tắc, và từ đó họ có thể đẩy được cái TBS lên cao hơn trong thời gian tới. Và đó là cái cập nhật liên quan đến Quantum Leap của StackNet. Một cái chi tiết nhỏ nhỏ nữa cũng liên quan đến StackNet mà họ không tuyên bố ở trên các cái kênh chính thức của mình, nhưng mà nếu như mà theo dõi các cái KOL hoặc là những cái tài khoản quan tâm và hay chia sẻ những nội dung liên quan StackNet ở trên mạng xã hội Twitter, thì chúng ta cũng có biết là họ đã mở cái tính năng là gửi verify proof lên mainnet Ethereum cho cộng đồng. Thì hiểu nôm na nó cũng sẽ tương tự với lại cái cơ chế BOLD hồi nãy mà mình có đề cập với Arbitrum ha. Thì đây là một cái cách để họ có thể cho phép cộng đồng cùng tham gia vào và gửi những cái proof, những cái bằng chứng xác thực lên trên layer 1 để giúp cho layer 2 nó có thể gọi là thừa hưởng được cái tính an ninh và cái tính bảo mật của layer 1. Và có một cái sự khác biệt nhỏ nhỏ thôi, thì cái này thì cũng đâu đó bọn mình cũng đã từng chia sẻ ở trên cái DeFi discussion này rồi, đó là Arbitrum thì vì nó là cái optimistic rollup cho nên là nó vận hành theo cái cơ chế là phải fraud proof. Thì nói chung là mọi thứ nó diễn ra rồi, thì người ta nếu như mà phát hiện những cái sai phạm thì người ta mới có thể gửi những cái fraud proof này lên layer 1 để gọi là cộng đồng có thể cùng nhau verify xác thực nó. Còn ngược lại thì StackNet họ là một cái ZK rollup ha. Thì về mặt cách hoạt động thì những cái proof này nó sẽ vận hành song song với cái quá trình là xác thực ở trên layer 2 luôn, tức là layer 2 họ vừa xong cái giao dịch thì nó sẽ được đóng gói và nó sẽ gửi những cái proof này về layer 1 ngay trong cái quá trình xác thực đó luôn. Đó thì đó là cái sự khác nhau giữa hai cái proof của optimistic rollup và cái ZK rollup. Thì cái này là một cái thông tin mà chúng ta đề cập lại một xíu để nó tránh cái hiểu nhầm liên quan đến cách các cái giải pháp này hoạt động. Rồi thì cũng nói về cái validity proof, thì trong tuần vừa rồi một cái giải pháp mà mình nghĩ là mọi người chắc cũng chưa nghe quá nhiều, đó là cái Risk Zero. Thì vì sao mọi người ít nghe đến cái dự án này? Thì về bản chất là nó không phải là một cái layer 1 gì đó mà mọi người có thể gọi là dev tiền lên và mọi người test và mọi người thử nghiệm. Risk Zero đơn giản chỉ là một cái giải pháp mà họ đứng ra phát triển những cái công cụ để dự án họ generate cái ZK proof, tức là họ tạo ra những cái ZK proof và từ đó họ đẩy lên trên blockchain một cách nó hiệu quả và nó tối ưu và nó tiết kiệm hơn. Thì Risk Zero trong tuần vừa qua họ đã có cái giao dịch đầu tiên ở trên Ethereum mainnet, tức là cái việc mà họ gửi proof xác thực bằng công nghệ ZK lên mainnet Ethereum. Thì đây là một cái cột mốc mới. Với Risk Zero thì mình quan tâm một điều, đó là cái chi phí mà họ đưa ra nó là dao động vào khoảng, nếu mà tổng cộng tất cả các cái thao tác thì cộng chung lại nó sẽ vào khoảng 300k gas. Thì đây là một cái con số mà hết sức ấn tượng. Tính đâu đó vào cái thời điểm mà bọn mình thu cái podcast này thì nó đâu đó khoảng 15 USD cho mỗi cái proof. Và nếu như mà anh em theo dõi những cái tài liệu của Ethereum Foundation á, và tìm kiếm cái từ khóa là verify proof
của các cái ZK Rollup mà Ethereum Foundation họ công bố, thì cái chi phí đâu đó nó sẽ tổng hết các chi phí cho một cái proof như vậy nó sẽ khoảng 500k gas. Tức là cái việc mà Risk Zero họ có thể làm đó là họ cắt giảm cái phí gas này rất là lớn, đâu đó khoảng 200k gas cho một cái thao tác như vậy. Thì đây sẽ là một cái thông tin mà mình nghĩ là nó sẽ rất là tiềm năng cho các cái giải pháp Zero Knowledge trong thời gian tới, bởi vì họ đã phần nào đó nghĩ ra được một cái cách để giảm thiểu cái phí gas trong cái quá trình là gửi proof lên Layer 1. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại ha, thì nếu như mà anh em tìm hiểu về cái bonsai, tức là cái giải pháp mà mình tạm gọi là một cái layer của ReZero họ phát triển, thì cái bonsai.xyz này á là nó sẽ có một cái cơ chế hoạt động off-chain, tức là khi mà anh em vận hành ở trên blockchain và cần gửi proof thì sẽ gửi qua cái lớp off-chain của bonsai, và họ sẽ tạo những cái proof dưới dạng ZK cho mình. Họ sẽ nén những cái dữ liệu lại và sẽ gửi lại ở trên cái blockchain. Thì đây là một cái lớp nó vận hành off-chain, thì đâu đó nó vẫn sẽ tồn tại những cái rủi ro về mặt permission và những cái rủi ro về mặt thì đây là một cái đánh đổi để họ có thể giảm thiểu cái phí gas, làm sao để gửi proof lên layer 1 một cách nó giảm thiểu được cái chi phí. Thì về cái bonsai.xyz này á, thì cách đây khoảng 3-4 tháng gì đó, thì nếu như mà anh em theo dõi cái mạng xã hội Lens Protocol thì thấy là họ cũng có phát triển một cái layer 3. Ban đầu họ đặt tên là bonsai, nhưng mà về sau thì họ đổi tên thành Momoka, thì là vì họ sợ trùng tên với cái bonsai này đó, nên là để tránh tranh chấp thì phía Lens họ đã có những cái thay đổi về tên gọi cho cái layer 3 của mình về Momoka thay vì là bonsai như trước. Thì ngoài lề một xíu, để anh em có thấy cái bonsai này ở đâu đó và cảm thấy nó quen quen thì cũng biết là nó có liên quan một xíu xíu như vậy. Thì đó là câu chuyện về Risk Zero và cái giải pháp bonsai của họ. Và mình tin là nếu như mà các cái roll-up họ có thể tích hợp được cái giải pháp này vào và họ giảm thiểu cái chi phí mỗi lần mà gửi cái proof lên layer 1, thì nó cũng là một cái giải pháp nó đâu đó giải quyết cái vấn đề phí gas cho các dự án ha. Cái thay đổi cuối cùng mà mình nghĩ là nó nho nhỏ thôi, và nó cũng không đáng là gọi là quá là FOMO đâu, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ giúp các cái dự án phát triển ở trên hệ sinh thái này nó cảm thấy được an toàn hơn và cảm thấy nó được tinh chỉnh mỗi ngày và nó giảm thiểu được những cái rủi ro có thể xảy đến. Thì cái dự án mà thứ ba mình muốn đề cập đó là cái ZK Sinera. Thì ngoài cái câu chuyện mà tranh chấp bản quyền về cái Bujum với lại Polygon ZKVM á, thì tuần vừa qua chắc là mình sẽ nói một xíu về cái Bujum ha. Thì Bujum nó cũng là một cái giải pháp để tạo ra cái proof của bên ZK Sinera họ phát triển thôi. Thì tuần vừa rồi thì bên Polygon ZKVM thì họ bảo là bên ZK Sinera họ mượn cái mã nguồn này phát triển và họ không có chích nguồn về phía Polygon ZKVM. Thì một cái drama nó cũng khá là gây tranh cãi về cái câu chuyện là mã nguồn mở và bản quyền ở trong cái web 3 này. Thì anh em nào quan tâm thì có thể tìm đọc cái câu chuyện này thông qua những cái từ khóa ha, ở trên con 68 mình cũng đã có những cái bài viết rất là chi tiết để giải thích về cái vụ việc này. Rồi thì quay trở lại với cái thay đổi mà mình nghĩ là nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều rủi ro trong thời gian tới cho ZK Sinera, đó là cái cách họ hiển thị dữ liệu ở trên cái layer 2 của mình. Thì những cái giá trị ví dụ như là number của block này, hoặc là các cái hash, hoặc là các cái timestamp ha, các cái block number này, hoặc là các cái timestamp, hoặc là các cái mã hash, thì phía ZK Sinera cho biết là họ sẽ bắt đầu chọn những cái giá trị này về block ở trên layer 2, thay vì là nó sẽ được chọn về tổng lại hết cho các cái batch ở layer 1. Thì thay vì là đóng gói một lần vào trong cái batch để xác thực trên layer 1, thì bây giờ họ sẽ tách nhỏ từng cái giá trị đó ra và lưu trữ theo cái block ở trên layer 2. Theo cái chia sẻ của đội ngũ thì cái thay đổi này nó sẽ giúp các cái dự án mà cần cái tính gọi là nhanh
cấp tốc liên quan đến dữ liệu và cần phải truy xuất nhanh dựa trên những cái hoạt động ở trên layer 2 thì họ có thể sử dụng nó một cách hiệu quả hơn. Thế vì là hồi xưa họ phải truy xuất theo từng cái batch tổng ở trên layer 1 và đây sẽ là một cái tinh chỉnh mà nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến lưu trữ, những cái nhập nhằng liên quan đến lưu trữ trong thời gian tới cho ZK Sinera. Rồi thì nếu như mà theo dõi cái hệ sinh thái này thì cách đây khoảng 4 tháng vào tháng 4 ha, thì ZK Sinera họ gặp một cái sự cố liên quan đến không thể tạo block mới. Thì đâu đó cái vấn đề nó cũng liên quan đến cái database, nó nghẽn cái database này và cái mạng lưới nó không thể theo dõi được cái dữ liệu liên quan đến những cái block mới tiếp theo và nó không thể tiếp tục tạo ra block mới. Mình không nghĩ là cái thay đổi trong cách mà họ chọn những cái đầu dữ liệu này về layer 2 thì nó có giảm thiểu những cái vấn đề liên quan đến database này hay không, nhưng mà ít nhất thì chúng ta thấy là họ đã có những cái quan tâm đến cái khía cạnh là làm sao để cho cái mạng lưới của mình nó được thiết kế một cách nó rành mạch hơn, nó không còn gọi là bị tụ lại một điểm và nó có thể khiến các cái dự án họ sử dụng cái mạng lưới gặp phải những cái trục trặc trong cái khâu phát triển sản phẩm. Và đây là một cái yếu tố mà mình nghĩ là cũng rất là đáng theo dõi, bởi vì ZK Sinera thì nói gì nói trước giờ thì họ cũng liên tục vướng phải nhiều cái thông tin nó tiêu cực liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến cách họ xây dựng sản phẩm. Và có cái đợt là họ không thể đồng bộ hóa 100% với Ethereum Virtual Machine, nó dẫn đến việc là một lượng ETH nó đã bị khóa ở trên cái mạng lưới này, không rút ra được. Thì đó cũng là một trong những cái vấn đề kỹ thuật trong cái cách họ thiết kế sản phẩm và rất nhiều các cái sự cố trước đó nữa. Cho nên là khi mà theo dõi cái hệ sinh thái này thì chúng ta cần phải theo dõi những cái cập nhật nhỏ nhỏ như thế này để biết là họ có cái định hướng như thế nào trong cái cách mà xử lý một vài cái vấn đề và liệu họ quan tâm đến cái việc là tinh chỉnh những cái thứ nhỏ nhỏ đó hay không. Thì đó là một cái cập nhật mà mình nghĩ là rất là quan trọng với các cái dự án để họ có thể giảm thiểu rủi ro trong thời gian tới. Rồi thì ok, mình nghĩ là cái tập tổng hợp tuần này thì nó cũng hơi nhiều những cái khái niệm kỹ thuật. Tuy nhiên là mình tin là với những cái từ khóa cũng như là với những cái ghi chú mà bọn mình chia sẻ ở trong cái tập podcast này thì anh em đâu đó có thể gọi là có những cái đầu mối ha, có những cái manh mối để có thể tự tìm tòi cho mình, tự tìm đọc các cái bài viết liên quan và từ đó thu thập cho mình những cái thông tin nó hữu ích trong cái chặng đường đồng hành cùng với DeFi trong thời gian tới. Và nếu như mà các bạn thấy tập DeFi Discussion tuần này đâu đó mang lại những cái giá trị hữu ích, anh em có thể để lại cho tập podcast này một cái like và một subscribe cho kênh YouTube của Con Số 8. Và nếu như mà anh em cũng quan tâm đến những cái khía cạnh liên quan đến kỹ thuật và những cái sản phẩm này thì có thể tham gia vào cộng đồng FOMO Sapiens để cùng bọn mình thảo luận những cái khía cạnh nó chuyên sâu hơn về cách các cái hệ sinh thái cũng như là các cái dự án họ đang xây dựng sản phẩm như thế nào ha. Rồi thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng với DeFi Discussion tuần này và hẹn gặp lại anh em trong tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha. Rồi, cảm ơn anh em.